Sau Nhật xin chào các bác nha. Em lên sóng giới thiệu các bác siêu phẩm máy rửa bát hiện tại là model hiện đại nhất bây giờ nha. Một con máy TZ100 cửa điện phím cảm ứng các bác ơi. Hàng đấu giá lướt đẹp như mới. Đẹp như mới luôn các bác nhé. Hàng đấu giá lướt đẹp như mới. Hình thức thì con này khỏi phải bàn luôn, dành cho các bác khách hàng siêu kỹ tính. Đấy, bên em nhập hàng đấu giá nhưng mà lại tuyển chọn trong hàng đấu giá nữa, cho nên là toàn bộ máy rất là đẹp. Để các bác nhìn thôi đã thấy mê rồi. Cái dòng này bày trưng bày nhà là đẹp. Đời 2019 các bác nhé. Series máy là 0202 TZ100 này. Xuất sắc luôn. Máy về nguyên ni lông từ Nhật về bóc ra luôn đấy ạ. Bóc ra như mới luôn, không phải dọn dẹp gì cả. Cửa điện các bác giữ tay thì các mở nhé. Đấy. Bên trong này nội thất cái thứ nó vẫn như mới luôn. Đây là những cái hàng tuyển bên Nhật, nó rất là mới các bác, cho nên là không có gì phải nghĩ cả. Đây. Tất cả mọi thứ phím cảm ứng này các bác này. Chọn các chế độ các thứ rửa nhé. 5 chế độ rửa. Đấy. Chế độ này tiêu chuẩn của Econavi này. Có dòng này có Nano X các bác nhé. Nano X khử khuẩn này. Đấy, công nghệ Nano X khử khuẩn nhé. Đây. Là model hiện đại nhất của dòng máy rửa bát Nhật đến thời điểm bây giờ, xuất sắc luôn. Con này em bán là 10.9 triệu nhé, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Con nào trước con này thì đặt cọc trước cho em 2 triệu. Hàng to tiền đặt cọc trước 2 triệu các bác nhé. Hàng đúng series đúng máy như hình chuẩn chỉ luôn, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Chào các bác.